con nhiều khi cũng chán nản đời và muốn xuất gia nhưng bản thân con cũng đã xuất gia gieo duyên và thấy đời sống tu sĩ mình không theo được lắm lúc cũng tự an ủi bản thân rằng trong kinh thì người cư sĩ vẫn có thể tu tập giải thoát luân hồi được nhưng như vậy con lại bưng quân câu hỏi nếu cư sĩ cũng đắc quả được thì giá trị của việc xuất gia là gì à thư thưa với quý vị thì nó đơn giản như thế này nếu mà mình là cư sĩ mà mình chứng đắc đạo quả được thì mình không có sanh thời này đâu mình sanh thời phật rồi <cười> <cười> cái việc xuất gia nó có nhiều cái lợi ích thứ nhất á, là mình có cơ hội ly dục được nhiều hơn còn thực hành ly dục tới đâu là do bản thân từng vị nha tôi chỉ đưa ra một vài ví dụ thôi cư sĩ nè buồn ra mời nhậu hoặc là bạn bè mình rủ mình nhậu từ chối một hai lần thôi chứ từ chối hoài viết xong mình. À, rồi đi karaoke, à, rồi nghe nhạc xem phim, đối với cư sĩ đó chuyện thường nhưng mà mấy ông sư thì không làm được mấy chuyện đó. Đó là chưa kể quen biết rồi nam nữ rồi chơi bời yêu đương này nọ kia. Đấy, cho nên cái chuyện ly dục á xuất gia thuận lợi hơn. Mà giải thoát là nhờ đâu, nhờ ly dục cái thứ hai là cái thời gian để một vị tu sĩ chìm đắm ở trong kinh tạng ở trong giáo pháp nó vẫn nhiều hơn cư sĩ quý vị có rất là nhiều cái phải lo trong khi đó mấy ông sư thì có nhiều thời gian để chìm đắm trong giáo pháp hơn cái thứ ba là cái tâm lý nó khác nhau dữ dội lắm quý vị tâm lý của cư sĩ nó không giống tâm lý của ông sư đâu ừ. ông sư lúc nào ông cũng ý thức được mình là ông sư nó khác với người đời khác nhiều lắm à, rồi mỗi khi mà ông sư mà nhận được một cái gì đó mà ổng có tàm quý ổng sẽ nghĩ khác à, rồi khi mà ổng xài bất kỳ một cái gì đó cái suy nghĩ của ông cũng không có giống người đời à. rồi cái điều cuối cùng sư muốn chia sẻ với quý vị đó là cái sự ưu tiên của tu sĩ và cư sĩ khác nhau ưu tiên của quý vị khi tại gia là gì đi làm kiếm tiền nuôi gia đình cái chuyện làm phước á, thì xin lỗi như chừng nào có dư hoặc có thời gian thì tính tiếp học đạo thì nó cũng không phải ưu tiên hàng đầu trong khi đó đó một ông sư đó thì ưu tiên của ông là gì học đạo hành đạo và nếu như mà được thì hoàng đạo cái ưu tiên nó khác nha. thành ra là cái kết quả cái lợi ích mình gặt hái được nó cũng không có giống nhau ở đây á, mình nói là nếu cư sĩ cũng đắc quả được thì giá trị của vị chức gia là gì đây giống như mình nói câu nó ăn mì gói cũng no đâu cần cơ rồi mình đâu mà, là bây giờ cái 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 kho, cái, gói mì gói đó cái cái mì gói đó mình cạp sống mình ăn cũng no vậy đâu cần nấu nước sâu đổ vô đi xe đạp cũng tới đâu cần đi máy bay nó dễ á, tệ nãy nó hết rồi nhưng mà uh, Đức tự nhiên là cư sĩ cũng đắt nhưng mà cái cái kiểu đắt của cư sĩ nó khác hoàn toàn nó khác với cái đắt của cái việc thứ hai nữa nó là mình, mình mình thức gia thức gia vị tỳ heo á nó mới làm được cái chuyện trong đạo nên làm tôi nói thiệt bây giờ tôi mày ra đời kêu tôi giữ năm giới tôi giữ không nổi tại vì nó, nó số bộn cái thế gian nó phải làm ăn nó phải đi làm không thể nào không sát sanh không trộm cắp không tà dâm còn tà dâm thì cũng có đi không nói dối không khi uống phải uống rượu nè bây giờ bây giờ mà làm cái hợp đồng này nọ ví dụ vậy nhiều cái mình thấy là cái thế mạnh trong cái việc là, là, là à, tu hành á luôn luôn nó phần nhiều về à, về tiền kheo cho nên ba tí mà ai còn được gọi cái tên khác là biệt biệt giải tu thúc gì quên nè biệt biệt giải thoát giới gì đó còn mấy cái vụ ở trên nè nó khoái cả trên nè đã thức gia vô duyên rồi tự thấy đời sống tu sĩ không theo được Nắm lúc cũng tự an ủi bản thân rằng trong kênh người cư sĩ nhiều lúc cũng chán nản ha thì thì đúng rồi mình cũng chán nản mình chán nản được hai ba bữa à <laughs> người đâu vô đấy à cái chuyện đó, ông sư ông tu ông không có chán mà ông có gì ông đắm chìm trong Phật pháp trong trong cái đời sống tu hành của ông nó có cái chuyện làm riêng của ông sư có nghĩa là cái chuyện mà ông tiền khu hàng ngày á ông làm cái chuyện trong đạo rồi ông theo đức theo lời của Đức Phật á coi là cái nghề nghề, nghề tu đi mình nó, nói nói dễ hiểu cái nghề tu thì hàng ngày nó làm cái trọng á chứ không phải là mình chán đời mình nhảy vô ít bữa hết chán nhảy gà không <laughs> như mình cự lộn với vợ nhây quá mình chán mà bỏ nhà mình đi ít bữa mình nhớ vợ mình về cũng <laughs> vậy sư á mình phải đam mê trong đạo đam mê trong giáo lý đam mê trong thiền định đam mê trong những cái sinh hoạt trong chùa đó mình tiêu sinh hoạt trong chùa là đức phật có ông không kể luôn quên quên <laughs> quên này, <laughs> quên này. À, với một cái nữa là bây giờ đi xuất gia đó thì nó giống như là mình nhảy xuống nhảy lầu vậy đó tức là làm sao không có nhảy lên là ngược lại được coi như là nheo gieo xuống rồi là phải đi tới chết luôn à, thì cái tâm lý nó khác nhiều lắm quý vị xuất gia gieo duyên á, thì nó có cái tâm lý này phổ biến nè tôi ráng tôi nhịn đi chừng nào hết gieo duyên rồi tôi hưởng cho đã cái tâm lý đó là cái chướng ngại rất lớn của những người xuất gia gieo duyên nhưng mà khi xuất gia mà luôn á thì không có cái chuyện là bây giờ tôi ráng nhịn đi rồi chừng nào tôi về đời tôi hưởng không có chuyện đó. đó ông sư không có suy nghĩ đó à đó là cái giới hạn tâm lý rất là lớn giữa hai bên à, thành ra là mình xuất gia luôn á thì nó cái kiểu là phóng lao theo lao tức là hối hận không được thì thôi ráng cắn răng tu đấy thành ra nếu mà quý vị mà xuất gia luôn á chán tu thì giả sử cũng có đi những khi mà quý vị chán tu đi nhưng mà không có cửa quay về quý vị thử quý vị tu vài năm tu vài năm đi rồi biết à, đó là vì mình cắt đứt cái đường lui của mình nghĩa là sao về đời đó à, cái công việc mình làm á nó không có được như xưa đâu à, mấy năm kinh nghiệm của mình là kinh nghiệm tu nó không xài được ở đời coi như là mình càng ở trong chùa càng lâu thì mình càng triệt tiêu cái đường lui mình càng nhiều tới rốt cuộc á, là bây giờ mình về đời á, là đi làm thì không bằng những đứa những người trẻ sức khỏe mình thì không bằng rồi cái kinh nghiệm thì mình cũng bỏ lâu quá rồi quên đấy kiến thức là cũng quên gần hết mình chỉ còn làm được những việc tay chân thôi à đó sư thiệt ngay cả bây giờ sư mà đi ra ngoài nha sư mà về đời đó chắc giờ chỉ có nước làm tay chân thôi mà làm công công việc tay chân thì sức khỏe không có bây giờ làm cái gì bây giờ cho nên á nó, nó tự mình phải đẩy mình vô cái thế chết chỉ có tu rồi ngoài tu đó anh không còn làm được bất kỳ chuyện gì nữa hết cho nên nó khác nhiều lắm